Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương bình luận ngày hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật chia sẻ cùng quý vị anh chị bạn về tình hình nóng ở tại Ukraine ngày hôm nay. Ở tại Ukraine, chiến trường Ukraine ngày hôm nay chúng ta đã thấy rất rõ về hai mặt trận lớn. Mặc dù mặt trận thứ hai Uka mở ra là từ Sumy tấn công ở Belgorod và vùng Kursk của Nga đấy. Nó đang được coi là một trong những đột kích lớn nhất của Ukraine trong suốt gần 3 năm qua. Và cái cuộc đột kích này đã được một phương Tây tập thể BIA rất là mạnh. BIA rất mạnh cho cái cuộc chiến này, gây chú ý, tiếng vang dư luận ở trên toàn thế giới. Những cái cuộc chiến này đến ngày hôm nay chúng ta đang nhìn nhận. Ukraine đã trong cái thế bước đường cùng, nhìn thấy rất rõ sự sụp đổ của Donbass. Sự sụp đổ của toàn chiến tuyến, không còn đủ lực để mà chặn đà tiến công của Nga nữa, mới mở ra mặt trận cốt. Nhưng tưởng chừng mở mặt trận cốt nó sẽ đúng như những dự định, dự báo của Hoa Kỳ, nhưng mà bản thân Hoa Kỳ cũng lo sốt vó với những động thái mới của Nga ở tại khu vực cốt. Khi họ bắt đầu quan sát thấy ở trên chiến tuyến vùng mặt trận miền Đông, Nga không có dấu hiệu giảm sút về nguồn nhân lực và những cái đà tấn công và tiến công mạnh của Nga. Nhưng ở tại khu vực cốt thì lại nhiều lực lượng cánh quân ở khắp mọi nơi đang dồn về nơi đây để bao vây và siết chặt quân đội Ukraine ở khu vực cốt. Và Ukraine lộ ra những cái hình ảnh tạo ra cái thảm sát dân thường ở trên một số đường phố, rồi thì bắt cóc dân thường để làm con tin. Vậy thì Ukraine ngày hôm nay đi vào thực hiện cái đoàn tấn công của Kursk theo mệnh lệnh của phương Tây. Nó đang thể hiện một phương Tây tập thể đánh một canh bạc để lật ngược tình thế trên chiến trường với mong muốn kiểm soát nhà máy Kursk. Họ đang thể hiện rất rõ không còn đủ tiềm lực và sức mạnh để hỗ trợ cho Ukraine và đối đầu với Nga trong một cuộc chiến tiêu hao kéo dài gần 3 năm qua. Với tiềm lực với cái nguồn nhân lực hiện tại của Ukraine, nó không thể nào tiếp nhận được lượng lớn viện trợ phương Tây để mà xây dựng những tuyến phòng thủ kiên cố được. Vì cái tuyến phòng thủ mà Ukraine ngày nay cần xây dựng, nó chuẩn bị kéo dài tới 2.000 cây số rồi. Thì phương Tây tập thể làm sao mà hỗ trợ nổi? Trong khi đó Nga vẫn sử dụng cái chiến trường gần với Nga dễ dàng để cung ứng hậu cần và gây sức ép cho đối phương với cái tuyến hậu cần rất là xa, là từ miền Tây hỗ trợ cho miền Đông và Đông Bắc. Riêng về khả năng hậu cần thôi là Nga đã có lợi thế rồi và gây bất lợi cho Ukraine, vì trong quá trình vận chuyển hậu cần đó, Nga không khó để trinh sát tiêu hủy một phần nguồn lực khí tài của đối phương và cả nguồn nhân lực nữa. Đến khi ra tới chiến trường ấy, nguồn nhân lực thì yếu, vũ khí thì thiếu, thì càng dễ dàng cho quân Nga đột kích về các tuyến phòng thủ yếu kém của Ukraine chứ. Vậy là chúng ta đang thấy là Nga đang sử dụng mặt trận miền Đông, Đông Bắc và mặt trận cốt hiện tại ở khu vực phía Bắc của Ukraine bây giờ ấy. Nó trở thành cái khu vực là những cái cỗ máy tiêu hao vũ trang của phương Tây và nguồn nhân lực của phương Tây. Càng mở thêm mặt trận mới áp sát với Nga, càng gây bất lợi cho Ukraine và tạo ra lợi thế cho Nga. Chúng ta thấy mặt trận ở miền Đông ngày hôm nay, New York thì mất rồi, Torres thì đang bị bao vây, Bodrov thì đang nguy cơ sụp đổ. Quân đội Ukraine vẫn đang cố gắng để tháo chạy, để tránh rơi vào vòng vây của Nga. Còn bản thân ngày 23 tháng 8 vừa qua, bản thân Ukraine nói rằng là chúng tôi đã bao vây lực lượng Nga ở khu vực cốt, sau đó thực hiện đòn tấn công nhằm đẩy lùi quân Nga ở tại khu vực Kharkov. Hai cái thông tin này chúng ta đang thấy cái điều gì? Phương Tây tập thể đang cố gắng tìm kiếm thông tin để tiếp tục BIA rằng lực lượng Ukraine vẫn đang giữ vững phòng tuyến và vẫn đang đối đầu được với quân Nga thôi. Tức là nó chỉ là một cái trò hề của Kiev và NATO thôi. Nó chỉ là một trò hề BIA bằng máu của Kiev và NATO thôi. Trong một khoảng thời gian rất ngắn, riêng ở Kursk, Ukraine mất gần 5.000 quân rồi, hơn 1.000 trang thiết bị các loại rồi,
và mặt trận Sumy được coi là khu vực hậu cần để yểm trợ cho Kurd, thì vẫn được Nga chăm sóc đều đặn bằng Su-34 oanh tạc khu vực này. Cái tình thế mà Ukraine đang đặt ra ngày, phương Tây đang đặt ra cho Ukraine ngày hôm nay, nó là sự sụp đổ và tháo chạy. Cho nên cựu nhà lãnh đạo CIA Hoa Kỳ Johnson mới đưa ra một cái dự báo: chiến dịch quân sự đặc biệt ở tại Ukraine chỉ kết thúc bằng việc Kiev đầu hàng vô điều kiện, và Zelensky có thể bị bắt và mang về Nga để xét xử. Một thông tin thống kê mới đây nữa là chính quyền ông Zelensky bây giờ chỉ còn kiểm soát có 17 triệu dân thôi, trong khi đó trước khi xảy ra xung đột là 45 triệu dân, bây giờ còn 17 triệu dân thôi. Thế thử hỏi là 28 triệu dân kia giờ đi đâu? 28 triệu dân giờ đi đâu rồi? 28 triệu dân kia, trong đó có hơn 10 triệu dân là sang bên EU, còn lại sang Beirut và sang bên Nga, và nằm trong khu vực mà Nga đang kiểm soát. Ngay ở Bodrov có tới 58-59 ngàn người. Ukraine đã ra mệnh lệnh là bắt buộc phải sơ tán, nhưng họ đâu có chịu sơ tán đâu. Những cái ngày đầu tiên thì có khoảng 200 người rời khỏi Bodrov. Trong ngày 23 thì Ukraine báo cáo thì mỗi ngày có khoảng 600 người rời khỏi Bodrov. Dự đoán thì khoảng 1 tuần đến 2 tuần nữa Bodrov sẽ hoàn toàn sụp đổ. Thế cho là 2 tuần nữa đấy. Nếu như mỗi một ngày Ukraine sẽ di tản được 1.000 dân đi, thì nó cũng chỉ mất có 14-15.000 dân thôi. Vậy thì rõ ràng là lực lượng người dân ở tại Bodrov họ không muốn di tản mà chờ người Nga tới. Nhìn vào cái tình cảnh dân tình như vậy thì Ukraine lấy đâu ra tinh thần và sức mạnh để mà đối đầu với quân Nga? Chắc chỉ còn đối đầu bằng mõm thôi, chứ chiến đấu cái gì bây giờ nữa? Nhân dân mà không ủng hộ đứng về phía lực lượng quân đội là thất bại. Ông muốn chiến đấu cái gì chiến đấu, phải được lòng dân. Nhân dân phải đoàn kết để bảo vệ quân đội. Nhưng mà đằng này quân đội của ông thì mà đi giết hại dân thường, biến dân thường trở thành bia đỡ đạn, biến cơ sở dân sự trở thành bia đỡ đạn, thì làm sao mà dân thường người ta có thể ủng hộ cho quân đội được. Bên cạnh đấy nữa, Nga và Ukraine về bản chất là cùng văn hóa, cùng dân tộc, cùng lịch sử. Họ có bị bất đồng về ngôn ngữ đâu. Họ không bị bất đồng ngôn ngữ, họ không bất đồng về văn hóa, không bất đồng về lịch sử. Trong khi chính quyền Kiev ngày càng thể hiện rất rõ ông Zelensky là tội đồ dân tộc. Ông Zelensky đang là tay sai của phương Tây. Và nhân dân Ukraine cũng đang bắt đầu nhận ra là bản thân họ chỉ là công cụ mà phương Tây sử dụng, chết chóc một cách vô ích để bảo vệ quyền bá chủ của mình, chứ không phải vì nền dân chủ tự do, cũng chẳng phải vì toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine ngày hôm nay. Có một cái tiết lộ vô cùng sốc về một báo cáo mới là 37.000 người Ukraine đảo ngũ. Không biết là Ukraine đã tạo ra được bao nhiêu lữ đoàn trong năm nay, nhưng đến thời điểm bây giờ là 23 tháng 8, 37.000 người đảo ngũ thì đúng là ối rồi. 37.000 trường hợp đảo ngũ và trốn đơn vị trái phép đã được ghi nhận ở Ukraine trong năm nay, gấp 4 lần so với năm 2022. Một ấn phẩm của Ukraine đưa tin về việc này, trích lời các nhà hoạt động chính trị và công chúng ở Ukraine chia sẻ. 37.000 người đảo ngũ. Bây giờ tiếp tục đưa các lữ đoàn mới ra chiến trường thì tỷ lệ đảo ngũ này nó còn tăng lên chứ không giảm. Thì đây là tín hiệu buồn nên vui cho phương Tây tập thể. Đây là sức mạnh hay là suy yếu của Ukraine đấy. Họ ra chiến trường chỉ nhăm nhăm đảo ngũ thôi. Một thông báo được đăng tải trên website của một ấn phẩm cho biết, trong 7 tháng năm nay có tổng cộng là 37.000 trường hợp bỏ đơn vị và đảo ngũ trái phép đã xảy ra. Theo các nhà hoạt động thì trong năm 2022 đã có 9.000 trường hợp đảo ngũ và rời bỏ đơn vị trái phép. Trong năm 2023 có 21.000 trường hợp và năm nay là 37.000 trường hợp, có 7 tháng đầu tiên. 37.000 trường hợp đảo ngũ rồi. Đấy, sức mạnh của đội Ukraine đấy. Tinh thần của Ukraine và chiến thắng của Ukraine đấy. Chiến thắng của Ukraine ngày hôm nay là đưa các lữ đoàn mang theo cờ trắng ra chiến trường để sẵn sàng viện trợ khí tài, đạn dược phương Tây cung cấp mang sang cho Ukraine, mang sang cho Liên bang Nga.
Tin tức này quá sốc còn gì nữa, quá đau buồn cho Ukraine còn gì nữa. Mọi kế hoạch chiến lược tác chiến trên chiến trường Uka đều học theo Nga và đi sau Nga. Học theo Nga đi sau Nga thì đã bốc ruốc rồi. Bây giờ Nga tiếp tục đưa xe tăng rùa ra chiến trường đấy. Chắc chỉ khoảng vài tháng nữa Ukraine cũng lại bắt chiếc thôi. Trước đó thì Vẹn Vàng với lại Uka chê bai về việc Nga sử dụng chiến thuật thời kỳ đồ đá để chiến đấu với quân đội Ukraine. Loanh quanh chiến thuật này sử dụng một cách hiệu quả thì Uka cũng vội vàng học theo. F-16 đã đến Ukraine rồi, quảng bá rất mạnh rồi, là vũ khí thay đổi cuộc chơi rồi, giải vây chiến trường rồi, nhưng mà chưa cất cánh để ra chiến trường chiến đấu. Chưa cất cánh, chưa thấy ra Kharkov để giải vây, chưa thấy hiểm trợ cho vùng cốt. Bởi vì cất cánh gần khu vực này thì chỉ có một ối rồi thôi. Vì Nga đang tăng cường tần suất để săn lùng F-16. Ở Mỹ nói về giai đoạn cuối của cuộc chiến trong xung đột ở Ukraine ngày hôm nay. Sau cuộc tấn công vào tỉnh Kerch, cuộc xung đột Ukraine đã bước vào giai đoạn cuối cùng nhưng cực kỳ là nguy hiểm, một nhà kinh tế Mỹ cho biết trong một cuộc phỏng vấn với báo chí. Tất cả những điều này cho thấy sự leo thang cực kỳ là nguy hiểm. Chúng ta có thể đang ở giai đoạn cuối cùng của một cuộc chiến tranh cường độ cao nhất. Đây là bước đi tự sát toàn diện của lực lượng vũ trang Ukraine, là mấu chốt cho việc châm ngòi sụp đổ lực lượng. Việc này trong tháng 6, tháng 7, các chuyên gia phương Tây đã gửi lời cảnh báo rồi. Nhưng mà Ukraine lại hành động. Theo nhà kinh tế học thì điều này được thể hiện qua việc Ukraine gấp rút điều chuyển quân này. Sau đó đã khiến các vị trí của nước này ở mặt trận Donbass bị sơ hở, cũng như là qua cuộc khủng hoảng chính trị ở tại Mỹ đang diễn ra, càng khiến cho lực lượng vũ trang Ukraine dễ bị tổn thương hơn. Nước Mỹ đang ở trong một trạng thái mà chúng tôi không nghe thấy bất cứ điều gì trung thực và khôn ngoan từ ban lãnh đạo của mình. Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở tại nơi đây. Mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn và nước Mỹ đang trong một áng mây đen tối che phủ bầu trời Washington. Ukraine đã đen tối rồi. Vấn đề chính trị ở Mỹ cũng đen tối. Đồng minh chư hầu của Mỹ cũng nhận thấy. Dù có hô hào tới mấy ở các cuộc họp và trên Internet, nó cũng chẳng thể nào thay đổi được bất kỳ điều gì trên chiến trường ngày hôm nay. Nó chỉ dẫn tới những cái sự thất bại, thảm bại của lực lượng vũ trang Ukraine và thế giới phương Tây thôi, chứ không mang lại được những cái lợi thế. Ukraine cũng tuyên bố là đang phản công từng bước để đẩy lùi quân Nga khỏi Kharkov. Trong khi Ukraine ở tại Kerch thì tùy nghi di tản chả được, tàn quân đang núp nùm ở trong những cánh rừng, bị quân Nga đó là truy quét, cố gắng mở thêm mặt trận ở khu vực Belgorod đấy, cũng bị quân Nga tiêu diệt và đẩy lùi. Cứ cố gắng để mở ra những thông tin mới để bia, nhưng mà trò chơi bia này là trò chơi cuối cùng, nó chả còn gì nữa rồi. Mặt trận Sumy được Nga chăm sóc rất là kỹ luôn. Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận quân đội nước này đang phản công ở tỉnh Kerch, đông bắc của đất nước, và dần dần đẩy lùi lực lượng Nga khỏi nơi đây. Tôi đã nói chuyện với Tổng tư lệnh Syrky, đặc biệt là về cuộc chiến ở tỉnh Kharkov. Chúng ta đang dần đẩy lùi quân đội của Nga. Nga sẽ không khuất phục được Kharkov này, và cũng không khuất phục được toàn bộ Ukraine, Tổng thống Zelensky tuyên bố trong một bài phát biểu hàng đêm qua một video. Ông cho hay là ngay từ đầu tháng ấy, quân đội Ukraine đã đẩy lùi nhanh thành công cuộc tấn công của Nga vào Kharkov. Trong khi giành được thắng lợi ban đầu vào tháng 5, cuộc tấn công của Nga ở Kharkov nhanh chóng bị sa lầy với tổn thất lớn nhất. Cường độ giao tranh ở Kharkov đã giảm phần nào so với những khu vực khác này, song Nga được cho là cũng chuẩn bị cuộc tấn công mới. Phát ngôn viên của Lữ đoàn xung kích độc lập số 3 của Ukraine thừa nhận đấy, mặc dù tổn thất nhưng lực lượng dự bị của Nga ở khu vực còn rất lớn. Tuy nhiên thì năng lực tấn công của Moscow bị hạn chế do những cái hệ thống của họ thực hiện các cuộc đó là đẩy lùi. Tổn thất là vẫn đang diễn ra dành cho Ukraine. Bình luận về chiến dịch phản công này của Ukraine ở Kharkov,
Một vị đại tá chỉ huy lữ đoàn xung kích độc lập số 3 nhấn mạnh, nhiệm vụ chính của chiến dịch là làm suy yếu, giảm tiềm lực tấn công của tập đoàn quân sự số 20 của Nga. Hiện tại nhiệm vụ này đã hoàn thành. Nhiệm vụ này đã hoàn thành, nhưng Nga còn vẫn còn tiềm lực rất là lớn ở đây đấy. Đây có phải là thông tin BIA. Ông cho biết là thành công này là nhờ vào việc lập kế hoạch, sự phối hợp giữa pháo binh này, phòng không và tình báo. Theo ông thì Moscow đã mất khoảng 300 binh lính của lực lượng và vũ khí trong 24 giờ. Kharkov vốn là một trong những địa điểm nóng giao tranh giữa quân đội Nga và Ukraine. Nga giành quyền kiểm soát Kharkov ngay từ những ngày đầu tiên chiến dịch. Thì đủ để hiểu rằng Nga không khó khăn để kiểm soát lại Kharkov một lần nữa. Trong khi Ukraine còn đang xa lầy ở tại Kursk, bị tiêu diệt tại Kursk và Sumy. Donbass thì đang trên đà sụp đổ. Thì phản công cái gì đấy? Quan chức Kharkov nói về kịch bản Nga sáp nhập thêm vùng lãnh thổ Ukraine. Kế hoạch sáp nhập thêm đấy. Quan chức Kharkov đề cập đến kịch bản tổ chức trưng cầu dân ý, việc tỉnh Đông Bắc của Ukraine có thể trở thành một phần của Nga. Điều này là hiển nhiên, không thể khác nữa. Sumy nữa. Sau đó là mở mặt trận giải phóng miền Nam, thực hiện đòn Nam chinh Tây tiến, kết thúc xung đột bằng sự đầu hàng vô điều kiện. Có lẽ Nga cần kiểm soát ít nhất 30-40% khu vực này để tính toán khách quan tỷ lệ dân số cư trú trên khu vực điểm được kiểm soát. Đây là những gì chúng ta đang làm vào năm 2022, giống như 4 vùng đã sáp nhập vào Nga. Vào thời điểm đó, vùng Kharkov đã không thành công vì chúng ta phải từ bỏ các ngôi làng và rời đi. Người đứng đầu chính quyền quân sự dân sự vùng Kharkov do Nga bổ nhiệm nói trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS ngày 23 tháng 8. Như tôi đã nói trước đây, nếu chúng ta có thể thiết lập được tỷ lệ như vậy và người dân sẵn sàng bỏ phiếu, chúng ta sẽ có thể xác định được tỷ lệ dân số sẵn sàng tham gia trưng cầu dân ý và sáp nhập Kharkov là thành phần của Nga. Kiểu gì cho xảy ra kịch bản này? Quan chức do Nga bổ nhiệm ở Kharkov cũng hy vọng sẽ tổ chức một cuộc khảo sát vào cuối năm để đánh giá mức độ quan tâm của công chúng đối với việc sáp nhập Kharkov vào Nga. Vào thời điểm này, chúng tôi chỉ kiểm soát một số thị trấn và ngôi làng, chủ yếu là nơi sinh sống của nhóm dân số dễ bị tổn thương về mặt xã hội. Tất cả họ đều nhận được một số hình thức phúc lợi cùng với bánh mì và viện trợ nhân đạo. Họ đang nhận được trợ cấp của liên bang. Vì vậy, cư dân ở khu vực Kharkov cũng giống như chúng tôi này đang chờ đợi khoảnh khắc đó. Nga không thể không trưng cầu dân ý tiếp được, anh chị. Theo ông thì quân đội Nga đang kiểm soát khoảng 50 khu vực đông dân cư ở Kharkov, đông bắc Ukraine và những vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát có tổng dân số khoảng 2.000 người. Khoảng 50 khu dân cư nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Tuy nhiên, con số này chỉ là ước tính vì có rất nhiều địa phương nằm trong vùng xám. Ông nói thêm, vùng thị trấn Vodchan là tiền đồn của Ukraine trong khu vực, nơi quân đội Ukraine liên tục tìm cách để tấn công các vị trí của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi đang đạt được bước tiến. Quân đội của chúng tôi tiến công chậm nhưng đều đặn ở nơi đó. Đáp dẫn lời chuyên gia quân sự cho biết là Ukraine đã bắt đầu rút quân khỏi khu vực Kupiansk ở Kharkov sau khi lực lượng Nga phá vỡ hàng phòng ngự của đối phương. Trước đó, chuyên gia này nói rằng là quân đội Nga đã phá vỡ các tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine gần một số khu vực định cư ở Kupiansk. Về tình hình ở một số khu vực mới, nếu chúng tôi nói về hành vi của đối phương và các đội hình vũ trang của Ukraine đang cố gắng làm chậm bước tiến của lực lượng của chúng ta ấy, nhưng mọi cố gắng của Ukraine đều trở lên vô nghĩa. Không biết là đẩy lùi quân đội của Nga ở đâu, nhưng mà kế hoạch chuẩn bị sáp nhập Kharkov là đã đang bắt đầu lên kế hoạch rồi. Nga đánh thẳng vào lực lượng dự bị của Ukraine, hạ gục quân đội Ukraine tiến công ở khu vực Kursk, đánh thẳng vào lực lượng dự bị. Bộ Nga tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 400 quân nhân và 17 xe bọc thép trong một ngày giao tranh tại vùng Kursk. Đây là nồi hầm để nghiền nát những gì còn lại còn gì nữa. Bộ Nga tuyên bố là các cuộc tấn công của Moscow tiếp tục đẩy lùi các đơn vị của lực lượng Kiev trong chiến dịch vùng Kursk. Quân đội Nga đã tấn công các cụm quân và thiết lập
thiết bị của Ukraine ở một số khu vực áp sát với lại Kursk này. Các binh sĩ Nga cũng hạ gục một đơn vị thám báo của lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, các đơn vị của nhóm tác chiến phía Bắc với sự hỗ trợ của không quân và pháo binh đã đẩy lùi các cuộc tấn công xung kích Ukraine theo các hướng mới ở khu vực Kursk và đông bắc của Ukraine. Tổn thất của Ukraine ngày hôm nay đã đạt tới không phải là 5.000, hơn 5.000 quân nhân, 69 xe tăng, 27 xe chiến đấu bộ binh, 55 xe bọc thép chở quân, 350 xe bọc thép chiến đấu, 158 phương tiện, 34 khẩu pháo, 5 hệ thống tên lửa phòng không, 11 hệ thống pháo phóng loạt, 6 trạm tác chiến điện tử và 4 thiết bị kỹ thuật số. Đây là chiến thắng của Ukraine khi tấn công vào Kursk. Quá tuyệt vời còn gì nữa, đúng không? Vậy mà đòi bao vây quân đội Nga 3.000 người ở tại Kursk. Nếu như quân đội Ukraine đang trên thế chẻ tre, làm gì mà phải bắt cóc dân thường? Đây tìm mọi cách để bắt cóc dân thường đó. Trong khi đó, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán dự đoán chính xác sự leo thang xung đột lực lượng vũ trang Ukraine ở tỉnh Kursk và mọi thứ đã thất bại. Thủ tướng Hungary Viktor Orbán trong một bức thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu ấy vào hồi tháng 7 đã dự đoán chính xác hành động leo thang xung đột của Kiev ở tỉnh Kursk. Đây là thông tin do Đại sứ Nga ở Hungary chia sẻ với lại Sputnik. Thủ tướng Hungary một lần nữa chứng tỏ ông là một chính trị gia sáng suốt trong bức thư sau chuyến công du gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Vào ngày 18 tháng 7, ông Viktor Orbán dự đoán sẽ có sự leo thang nghiêm trọng tương lai gần, việc mà trên thực tế đã được xác nhận đúng 3 tuần sau đó, ngày 6 tháng 8 đã diễn ra. Vào ngày hôm sau, lực lượng vũ trang Ukraine cùng với lực lượng lính đánh thuê từ nhiều nước khác nhau đã xâm nhập vào lãnh thổ Liên bang Nga ở khu vực Kursk và tiến hành chiến dịch khủng bố công khai nhằm vào dân thường, tấn công bừa bãi các mục tiêu dân sự, các cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, gây nguy hiểm cho sự an toàn của nhà máy điện hạt nhân Kursk nằm ở khu vực này, nhà ngoại giao lưu ý. Theo ông thì hành động phiêu lưu quái đản này đã làm tiêu tan hy vọng này, thậm chí là những hy vọng mong manh nhất về việc bắt đầu quá trình đàm phán. Mọi thứ đã đóng lại và không có cơ hội để đàm phán giữa hai đất nước Nga và Ukraine. Nga không chấp nhận đàm phán với một chế độ phát xít và khủng bố, và càng không thể đàm phán với một chính quyền bất hợp pháp Zelensky ngày hôm nay. Chế độ Kiev hiện tại, chế độ đã mất tính hợp pháp, cho thấy rằng là họ không cần hòa bình và cần leo thang xung đột để duy trì sự ủng hộ từ ông chủ phương Tây, những người đã tự hủy bỏ hy vọng của mình ấy, và gây ra thất bại chiến lược nhằm gây ra thất bại chiến lược cho Nga. Như chính lời họ đã nói, trong tình hình hiện tại, ngay cả một khả năng giả định cũng không còn ý nghĩa đối với chúng tôi, và cơ hội đàm phán sẽ không thể xảy ra được nữa. Nga buộc phải sử dụng quân sự để đạt được mục tiêu của mình. Mọi nỗ lực của thế giới phương Tây nhằm cô lập Nga, hạ bệ Nga, khiến Nga thất bại chiến lược, đã đi vào sụp đổ và sa lầy toàn diện với chính Hoa Kỳ, khi mà Hoa Kỳ đang phải dạng háng và sa lầy ở hai nơi là Đông Âu và Trung Đông. Đông Âu đang thể hiện mất đi vị thế của nước Mỹ và có thể chôn vùi đồng đô ở tại nơi đây. Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ chưa có một động thái gì mới để tháo gỡ cho giá trị đồng đô. Trần nợ công của Mỹ vẫn tiếp tục đó là tăng lên, và lo sợ vì nguy cơ sụp đổ nền kinh tế của nước Mỹ. Vấn đề chính trị của tại Mỹ ngày hôm nay thì cũng đang rắc rối, nguy hiểm. Đấy là những chiến công sau gần 2 năm, sau gần 3 năm, là những gì mà phương Tây đang mong muốn, nhưng chưa từ bỏ con đường thù địch với lại Nga, vẫn kêu gọi đồng minh chư hầu để gây sức ép cho thế giới, kìm chế chung và chống lại Liên bang Nga tới cùng, để bảo vệ dân chủ nhân quyền ở tại Ukraine. Sự sáng suốt của chính quyền ông Zelensky, một chính quyền nhân tạo, là biến đất nước của mình trở thành một bãi chiến trường, trở thành một bãi rác xả rác vũ trang của phương Tây, trở thành một con nợ toàn diện mà không có cơ hội để trả nợ. Zelensky thì trở thành tội đồ dân tộc, nhân dân Ukraine thì tùy nghi di tản ở khắp mọi nơi trên thế giới. Châu Âu thì không muốn tiếp tục viện trợ lâu dài cho Ukraine khi cuộc chiến tranh tiêu hao kéo dài sau gần 3 năm.
mọi thứ phương Tây viện trợ đã bị đốt cháy. Mà kết quả thì 25% lãnh thổ Nga lại đang kiểm soát. Mọi thứ trên chiến trường ngày hôm nay không còn cơ hội để xây dựng những tuyến phòng thủ kiên cố để ngăn chặn đà tiến công của Nga nữa. Đây là một sự đau đớn và thất bại rất lớn đối với phương Tây đấy chứ. Còn nghị sĩ Đức đề xuất kế hoạch là triệt để nhằm chấm dứt xung đột ở cuộc chiến ở tại Ukraine này. Đức nên dừng viện trợ Ukraine và thúc đẩy đàm phán hòa bình. Ý kiến này được thành viên của Đức thuộc một liên minh đảng vì lý trí và công lý bày tỏ trên mạng xã hội X. Đức ngày hôm nay cũng đang bị mất niềm tin uy tín với lại quần chúng nhân dân. Bà kêu gọi kiên quyết để cuối cùng chúng ta phải ngừng cung cấp hàng tỷ USD cho Ukraine thay vì ngày càng chi tiêu tiền và gửi vũ khí cho một cuộc xung đột vô nghĩa. Chính phủ liên bang ấy cuối cùng phải bắt đầu chấm dứt viện trợ để tiến tới ngoại giao để chấm dứt xung đột. Nghị sĩ Đức cũng chỉ trích những người tiếp tục ủng hộ chế độ Kiev trong khi ở Kiev người ta cấm đối lập và phân biệt đối xử với những người thiểu số và đàn áp chính thống giáo một cách dã man và tàn bạo. Bà đã nhiều lần chỉ trích chính sách của NATO với Ukraine trong một bài phỏng vấn nhân hội nghị thượng đỉnh NATO tại Mỹ vào hồi đầu mùa hè. Bà cho rằng là các nhà lãnh đạo cấp cao của NATO sẽ tăng cường chiến lược của mình trong cuộc chiến ủy nhiệm ở Ukraine. Điều này có nghĩa là sẽ có thêm nhiều vũ khí và nhiều tiền hơn dành cho Ukraine. Ngược lại, điều này cũng đồng nghĩa với việc ít tiền hơn cho chính người dân Ukraine của họ để chi cho y tế, giáo dục, cơ sở hạ tầng hoặc là nhà ở xã hội. Châu Âu đã trở thành chư hầu của nước Mỹ thì buộc phải hy sinh để bảo vệ quyền lợi cho Hoa Kỳ, không được để cho ông chủ Mỹ bị thất thế trên vũ đài quốc tế được. Còn Nga phản ánh cực gay gắt với phát ngôn gây sốc của Tổng thống một nước EU về vụ Nord Stream. Tổng thống Cộng hòa Séc đã đi quá xa khi tuyên bố rằng các đường ống Nord Stream là mục tiêu hợp pháp của Ukraine, Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Trong khi đó đây là công trình phúc lợi xã hội. Vậy mà bản thân Tổng thống Séc thì lại đưa ra những lời tuyên bố mang tính chất là khủng bố toàn diện. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Nga nói rằng Tổng thống Séc có vẻ như là một kẻ khủng bố quốc tế khi ông tuyên bố rằng các đường ống khí đốt Nord Stream là mục tiêu hợp pháp cho Ukraine. Ông đưa ra bình luận này để phản hồi một bài viết trên tờ báo của Mỹ, trong đó cho rằng là Kiev đã thực hiện vụ phá hoại vào tháng 9 năm 2022, gây rạn nứt đường ống Nord Stream, vốn là cơ sở hạ tầng quan trọng được xây dựng để chuyển khí đốt của Nga đến Đức và phần còn lại của châu Âu. Phát biểu với các trang tin thì Tổng thống Cộng hòa Séc lập luận rằng nếu cuộc tấn công của Nord Stream nhằm cắt đứt nguồn cung khí đốt và dầu đến châu Âu và dòng tiền về Nga thì nó sẽ là mục tiêu hợp pháp cho Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng là ông không có bằng chứng rõ ràng để chứng minh Kiev đứng sau vụ phá hoại này. Điều quan trọng hơn là Tổng thống Séc đã đưa miệng đi chơi quá xa và thể hiện bản thân ông ta là kẻ khủng bố, là kẻ đang trung thành với là Nhà Trắng ngày hôm nay. Đường ống Nord Stream đi qua biển Baltic, nó đang khiến cho châu Âu bước vào thời kỳ lâm nguy và khủng hoảng về mặt năng lượng và phát triển kinh tế. Ngay từ giai đoạn đầu thì bản thân Hoa Kỳ đã muốn tìm mọi cách để lôi kéo quốc gia đầu tàu châu Âu là Đức phải đứng trên con thuyền của nước Mỹ nhằm chống lại Liên bang Nga. Và để làm điều này thì phải cắt đứt tất cả mọi mối quan hệ với Nga, đặc biệt là dòng chảy khí đốt. Và kết quả, Nord Stream 1 và 2, dòng chảy phương Bắc 1 và 2 đã bị đánh bom và rạn nứt, bị phá hoại và ảnh hưởng nền kinh tế rất lớn cho cả Nga và EU. Cho cả Nga và EU luôn. Đây rõ ràng là một vụ hành động khủng bố quốc tế. Nhưng đối với phương Tây tập thể thì làm gì có hành động khủng bố quốc tế nào nếu như những hành động đấy gây hại cho đối thủ của mình. Đến cái việc giết hại dân thường của Israel trên dải Gaza còn chả quy về tội khủng bố, còn chả quy tội về nạn diệt chủng. Họ vẫn tiếp tục ủng hộ cho Israel đấy thôi. Tòa án sự quốc tế IC đấy lên án Nga nhưng lại sợ hãi khi đưa ra lệnh bắt lãnh đạo Netanyahu và cùng với lại nội các của ông Netanyahu. Đâu dám đưa ra lệnh bắt đâu. Thế giới đã lên án về hành động diệt chủng của lực lượng Israel trên dải Gaza.
Thậm chí ngày hôm nay còn đang đưa ra một hành động tấn công quy mô lớn hơn nữa ở trong giải Gaza. Hơn 20.000 trẻ em, hơn 40.000 dân thường đã chết. Mà đến ngày hôm nay Israel vẫn cứ tiếp tục tấn công một cách bừa bãi, giết hại dân thường có hệ thống ở trên giải Gaza. Không biết như thế nào đối với phương Tây thì mới là nạn diệt chủng. Qua đây chúng ta mới thấy thế giới không thể tiếp tục tồn tại, đó là chủ nghĩa Hoa Kỳ, không thể tiếp tục tồn tại thế giới đơn cực được. Cần phải mở ra một thế giới đa cực toàn diện để chấm dứt, đó là chủ nghĩa đế quốc thực dân phương Tây, mở ra thế giới đa cực, chấm dứt cái cán cân quyền lực của phương Tây tập thể đơn phương áp đặt an ninh kinh tế chính trị toàn cầu. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị anh chị bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị anh chị bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và gặp lại quý vị anh chị bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.